hàng đời phát mãi. Sao vậy? Lý do gì? Lý do gì nữa? Tính là mượn tiền chứ gì? Dạ. Dễ thôi. Dạ. Bây giờ phải thế chấp à? Dĩ nhiên. Có hai cái điều kiện. Dạ sao anh? Một là chú làm giấy vay nợ cho tôi. À cái đó dĩ nhiên. Giấy tay thôi, hai anh em mình thôi. À, giấy tay là dễ à. Ôi cái đó khỏi cần công chứng cũng được. Công chứng luôn anh á. Dạ vậy ok. Rồi cái thứ hai nữa là làm theo một cái tờ hợp đồng. Dạ. Ủy quyền sử dụng đất cho tôi. À. Ê. Khỏi công chứng luôn. Cái này phải ra công chứng à anh em. Ủa vậy sao vậy anh? Không được, phải ra công chứng chứ. Tại sao phải ra công chứng? Tại vì ra công chứng mới có giá trị, còn chú mình chú đưa cái giấy tờ nhà cho tôi thì nó không có giá trị. Lúc đó lỡ rồi chú không trả tôi rồi tôi chú cười trừ à. Sau khi mà anh vay tiền của ông Bảo đó, ổng lấy cái giấy tờ nhà của anh với lại cái giấy mà ủy quyền của anh đưa cho ổng đó, ổng mới cầm hai cái đó ổng đút vô ngân hàng. Ổng vay 3 tỷ, ổng đưa anh 1 tỷ, còn 2 tỷ ổng lấy. Rồi xong cái tới giờ ổng đâu có đóng lời. Ổng đóng lời thì giờ ngân hàng cầm giấy tờ xuống phát mãi nhà anh thôi. Rồi bây giờ tính làm sao? Thì giờ anh đang gặp luật sư nè, anh đang bàn với luật sư về vụ này. Chiều nay anh có hẹn với luật sư đó. Từ đầu mà em biết anh vay ông Bảo hả? Em cản liền. Anh đâu có biết ổng vậy đâu em. Trời ơi, ổng là từ xưa tới giờ là ổng vậy đó. Làm việc không bao giờ ngay thẳng hết. Cứ phải cái gì gian gian dối dối mập mờ như vậy đó ổng mới chịu. Đang lúc khó khăn mà tự nhiên gặp ổng vậy giờ rối quá trời rối luôn. Thôi, rút kinh nghiệm. Lần sau mà anh có làm giấy ủy quyền á, anh phải ghi rõ thời hạn, nội dung, phạm vi quyền hạn. Anh á là anh có cái tật cứ đọc lướt xong rồi ai đưa cái ký. Ừ bây giờ anh thắc mắc nghe nè, coi như anh đã ký cái giấy ủy quyền đó rồi đi, nhưng mà lỡ anh cảm thấy có điều đó nó không có ổn đi thì anh có quyền chấm dứt cái giấy ủy quyền đó trước thời hạn được không? Rồi mình có bị thiệt thòi gì không? Em nghĩ chắc được, tại vì cái này á là bên dân sự, mà dân sự là cốt ở hai bên thôi, chỉ cần hai bên thống nhất là được mà. Nhưng mà giống như anh cảm giác là giống như là mình bị lừa vậy đó. Thì mình có thể chấm dứt hoặc là mình hủy cái giấy ủy quyền đó được hay không? Được không ta? Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp, hãy để các chuyên gia gỡ rối. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Ủy quyền là việc một người được định đoạt và trao cái quyền của mình cho người khác để thực hiện thay cho mình. Và hiện nay theo quy định của pháp luật thì hợp đồng ủy quyền giữa hai cá nhân cần phải được công chứng chứng thực thì mới có hiệu lực thi hành theo quy định của pháp luật. Chúng ta có rất là nhiều lưu ý liên quan đến hợp đồng ủy quyền hoặc là giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được phát sinh trong cái giao dịch thực tế và từ cái nhu cầu của các bên. Bởi vì nếu như các bạn lưu ý thì giấy ủy quyền sẽ không có chữ ký của hai bên mà chỉ có chữ ký của bên ủy quyền mà thôi, không có chữ ký của bên nhận ủy quyền. Vì vậy trong một cái thời gian rất là dài đặt ra đó là cái giấy ủy quyền liệu rằng có hiệu lực và ràng buộc đối với bên kia hay không. Nhưng trên thực tế thì hiện nay rất là nhiều văn phòng công chứng vẫn thực hiện giấy ủy quyền theo yêu cầu của các bên. Và thứ hai đó là hợp đồng ủy quyền. Thì hợp đồng ủy quyền là một hợp đồng song vụ ràng buộc quyền và nghĩa vụ đối với các bên. Vì vậy cho nên nếu như có thể thì các bạn thực hiện ủy quyền, hãy tiến hành ký kết hợp đồng ủy quyền. Bởi vì trong hợp đồng ủy quyền sẽ có những cái điều khoản nêu rất là rõ về thù lao, về thời hạn ủy quyền, các nội dung thực hiện các công việc ủy quyền. Và trên thực tế á, hợp đồng ủy quyền sẽ được ký kết bởi hai bên, đó là bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền, và có lăn tay, cho nên nó sẽ rất là đảm bảo về mặt pháp lý và ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên nhiều hơn là giấy ủy quyền. Một điều chúng ta cần phải lưu ý và rất là quan trọng trong các cái văn bản ủy quyền đó là cái phạm vi nội dung công việc thực hiện không được trái với quy định của pháp luật. Tôi đưa ra một cái ví dụ cụ thể đó là hiện nay theo quy định của luật đầu tư hiện hành thì các cái dịch vụ đòi nợ thuê đã bị cấm. Điều đó có nghĩa rằng là các công ty đòi nợ thuê hiện nay không được phép hoạt động theo quy định của pháp luật nữa. Vì vậy, các bạn không thể ủy quyền cho người khác đòi nợ thuê nữa. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải lưu ý cân nhắc thứ nhất về chủ thể ủy quyền có đầy đủ năng lực hành vi hay không. Nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Thù lao và thời hạn ủy quyền cần phải phù hợp với yêu cầu của các bên. Nếu như mà hợp đồng ủy quyền này có thỏa thuận về thù lao thì đương nhiên các bạn không thể nào mà tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng, mà chúng ta cần phải đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định của pháp luật, phải thông báo cho cái bên còn lại trong một cái thời hạn nhất định và phải tiến tới việc hủy hợp đồng có sự có mặt của hai bên. Còn nếu như hợp đồng ủy quyền của chúng ta là hợp đồng không có thù lao thì chúng ta có thể tiến hành hủy cái hợp đồng này một cách đơn phương mà không cần có sự đồng ý của bên kia.
Tuy nhiên cũng phải lưu ý là nếu như thực hiện hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng thì bạn cũng phải đơn phương hủy cái hợp đồng ủy quyền này tại văn phòng công chứng mới có hiệu lực. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của chương trình Vitamin Hạnh Phúc.